Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều qua sách và bài tập. Bài 11 Trái tim yêu thương. Bài đọc 2 buổi học cuối cùng. Câu 1: Vì sao lớp học bỗng trở nên trang nghiêm hơn trước? Khoanh tròn chữ cái trước câu thơ phù hợp. A. Buổi học cuối cùng mai cô giáo về hưu. B. Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước. C. Bạn con trai không nghịch đùa gõ thước. D. Bạn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng. Trước khi trả lời câu hỏi này, mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu. Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước. Bạn con trai không nghịch đùa gõ thước. Bạn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng. Cô vẫn là cô, mái tóc hoa râm, bàn tay xương gầy bám đầy phấn trắng, giọng nói êm êm, nụ cười như giọt nắng. Sau buổi học này, chúng em mới nhận ra, buổi học cuối cùng, mai cô giáo đã xa, cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước, ai cũng cố ngoan hơn mà không bù đắp được những phút giây lười, nghịch để cô buồn. Tác giả Nguyễn Thị Mai. Chú thích và giải nghĩa: về hưu, nghỉ làm việc do lớn tuổi hoặc do sức khỏe kém và đã làm việc đủ số năm theo quy định. Hoa râm, ý nói tóc, điểm trắng lốm đốm. Rồi như vậy là dựa vào bài đọc thì chúng ta có thể biết được là vì sao lớp học bỗng trang nghiêm hơn trước. À, bởi vì hôm nay là buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu. Vì sao lớp học bỗng trở nên trang nghiêm hơn trước? Khoanh tròn chữ cái trước câu thơ phù hợp. À, bởi vì là hôm nay là buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu. Các em chọn ý A. Câu 2. Điều gì ở cô giáo khiến các bạn học sinh xúc động? Đánh dấu check vào những ô thích hợp. Cô vẫn là cô, mái tóc hoa râm, bàn tay xương gầy bám đầy phấn trắng, giọng nói êm êm, nụ cười như giọt nắng. Sau buổi học này, chúng em mới nhận ra. Như vậy, những điều cô giáo khiến các bạn học sinh xúc động là mái tóc hoa râm, bàn tay xương gầy bám đầy phấn trắng, giọng nói êm êm, nụ cười như giọt nắng. Giọng nói hơi buồn khi thấy học sinh lười nghịch là sai. Câu 3. Em hiểu dòng thơ cuối khổ thơ 2 là một lời tự hỏi hay tự trách? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Dòng thơ đó là lời học sinh trong lớp tự hỏi mình. B. Dòng thơ đó là lời học sinh trong lớp tự trách mình. C. Dòng thơ đó vừa là lời tự hỏi vừa là lời tự trách. D. Dòng thơ đó không phải là lời tự hỏi hay tự trách. Chúng ta biết là dòng thơ cuối của khổ thơ 2 sau buổi học này chúng em mới nhận ra. Dòng thơ này vừa là lời tự hỏi, vừa là lời tự trách. Các bạn học sinh tự hỏi mình, sao cô giáo yêu học trò như vậy, quan tâm học trò như vậy, mà đến bây giờ chúng mình mới nhận ra. Đó là lời tự hỏi. Còn tự trách là, có những lúc các bạn chưa được chăm chỉ ngoan ngoãn, để cho cô phải buồn. Như vậy ở đây các em chọn IC, dòng thơ đó vừa là lời tự hỏi, vừa là lời tự trách. Câu 4. Hai dòng thơ cuối bài muốn nói với em điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. A. Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương thầy cô bằng sự chăm ngoan để mỗi khi nghĩ về thầy cô chúng ta không phải ân hận, nuối tiếc. B. Chúng ta cần học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn để xứng đáng với tình thương yêu của thầy cô. C. Chúng ta cần học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn để thầy cô không buồn. D. Ý kiến khác của em nếu có. Rồi ở đây mỗi ý này đều có một ý đúng riêng. Các em chọn ý em thích hoặc là các em nêu ý kiến khác. Thầy giáo ví dụ các em chọn ý A. Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương thầy cô bằng sự chăm ngoan để mỗi khi nghĩ về thầy cô chúng ta không phải ân hận, nuối tiếc. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.